Chào bạn, mình là Thắng, bắt đầu định máy. Hôm nay rất vui được hướng dẫn bạn kiểm tra sức mạnh của đèn sưởi phòng tắm Cotman K2VG. Trước mắt các bạn là cái nhiệt kế để đo nhiệt độ. Nhiệt độ trong phòng của mình hiện tại là sấp xỉ 16 độ C. Nhiệt độ cả ngày hôm nay là từ 14 đến 17 độ C, 24 tháng 11. Rồi, mình cùng bạn là đi kiểm tra sức mạnh của đèn sưởi nhé. Đây là cái phòng tắm của mình, nhiệt độ bây giờ là xấp xỉ 17 độ. Và mình sẽ bật đèn sưởi lên nhé. Rồi, mình sẽ thử xem trong bao lâu thì nhiệt độ sẽ tăng lên. Nhiệt độ lý tưởng của mình là khoảng mấy độ thôi. Thank you.
trong khoảng xấp xỉ 10 phút, nhiệt độ đã tăng từ 17 độ lên 27 độ. Có thể nói đèn sưởi phòng tắm Cosma này hoạt động rất là tốt ạ. Bạn like và subscribe ủng hộ kênh của mình là Thắng Lắp Đặt Điện Máy. Nếu cần lắp cái bình tắm đèn sưởi này thì gọi